Ok, xin chào các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với kênh Yukihira Tarot Reading của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái trải bài, đó là hành trình đến với final lớp của bạn ha. Thì cái chủ đề này được đề xuất từ các bạn, cho nên là hôm nay mình sẽ làm cái chủ đề này. Và hôm nay chúng ta sẽ có 3 tụ bài. Tụ thứ nhất là cái viên đá màu trắng trái tim. Tụ thứ hai đó là cái đá cảm xạ. Thứ ba đó là cái đá màu vàng. Và bạn chọn giùm mình một trong ba cái tụ bài sau đây ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tụ bài thứ nhất ha. Ok. Ok, tụ bài thứ nhất. Bạn nào muốn trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình ha. Mua đá, mua nến thì cũng inbox cho mình luôn. Ok, mình thấy những bạn nào mà chọn cái tụ bài này á, thì mình nghĩ rằng á, là cái giai đoạn đến cái final lớp của bạn á, nó chỉ còn đúng một cái bài học thôi, đó là cái bài học về cái sự phụ thuộc cảm xúc ha. Và mình nghĩ rằng cái người gọi là final lớp của bạn á, thứ nhất là có nợ với bạn, có duyên nợ, có cái cánh cửa nghiệp quả, có cái cánh cửa của kiếp trước với kiếp này. Và mình thấy rằng là cái người đó có thể là một người làm công việc văn phòng, được chưa? Có thể làm cái công việc văn phòng, có nghĩa là họ rất là phong độ ha. Ở đây mình cảm thấy như vậy, rất là phong độ. Làm công việc văn phòng thì không có nghĩa là ở đây là cái người này họ không đi ra ngoài hiện trường được vân vân, nhưng mà cái kiểu cách của cái người này vẫn là một người rất là phong độ và đẹp trai nè, mình thấy như vậy. Và mình thấy rằng là cái hành trình đến với cái final lớp của bạn á, đầu tiên mình thấy là bạn tìm lại được cái sự tự tin, và mình cảm giác giống như là bạn là một người có trực giác tốt, hoặc là bạn là một người thuộc dạng như là cái nguồn năng lượng của bạn đã từng chạm xuống đáy vực để mà có thể là tỉnh thức, hoặc là sống một cách thức tỉnh như bây giờ. Thì ở đây mình cũng cảm thấy là có thể là bạn đã có con, hoặc là cái đối tượng của bạn đã có con, nói chung là đã có con. Có cái final love của bạn á, là cái người đó họ đã có con ha. Nói chung là một trong hai bên. Và mình thấy rằng là cái hành trình đầu tiên, về cái hành trình mình cảm thấy rằng là đối với bạn á, thì mọi thứ nó đã rõ ràng, và bạn sống trong một cái sự thoải mái về vật chất của chính bản thân mình. Và mình thấy rằng là bạn đã từng bị rơi vào cái trạng thái coi như là mình rất là khó khăn để vượt qua những cái thời gian gọi là bóng tối linh hồn, hoặc là những cái ảo tưởng, ảo giác đến từ cái cảm xúc. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là bạn đã bay lên khỏi được những cái điều đó. Bạn có lòng tin lại với chính bản thân mình. Bạn có cái sự thay đổi rất nhiều về trong cái căn cơ, căn bản và cái quan điểm sống, hoặc là ảnh hưởng chi phối rất nhiều đến bạn. Và ở đây á, mình thấy rằng là có hai cung. Một là cung lửa, là Bạch Dương Nhân Mã Sư Tử, là dành cho cái nguồn năng lượng nam ha. Còn nguồn năng lượng nữ á, thì là cung đất Kim Ngô Ma Kết Sử Nữ ha. Nhưng mà nó cũng có thể là bất kỳ cái cung nào, tại vì ở đây nó hiển thị là cái bạn với cái người này có một cái tình yêu đam mê. Và mình nghĩ rằng á, cái hành trình đến cái final lớp của bạn nó sắp tới rồi. Cái giai đoạn mà cả hai người đối đầu, hoặc là không có gọi là cự cãi, hoặc là giận dỗi, hoặc là không vui á, thì nó đã đến cái hồi có nhiều cái sự tích cực đến, và cái người này họ quay lại nè. Và cái sự đam mê và vui vẻ, hạnh phúc của hai bạn, đối với bạn nào chọn tụ bài này thì rất là gần rồi ha. Mình thấy là rất là gần rồi. Về cả cái hành trình của bạn đi, thì bạn cũng là một người thuộc dạng như là có một cái tính bậc thầy ở đây. Giống như là mình cũng là một người có cái giác quan, có cái trực giác tốt, sâu sắc. Và mình giống như là một cái cánh bướm á, mà nó đã được trải qua những cái khó khăn để mà mình có thể là
thoát ra khỏi cái kén của mình á, thì bạn cứ hình dung giống như là ngày xưa bạn ở trong cái kén đó và bạn cứ cứ phải chịu đau, cứ phải chịu bí bách. Nhưng mà khi mà bạn đục cái vỏ kén ra, bạn đã tốn rất nhiều thời gian để mà bỏ cái vỏ kén cũ của mình, cái môi trường cũ của mình, để bạn thay đổi, bạn trở thành một con bướm. Và khi bạn bay lượn trên bầu trời á, từ ban đầu bạn hơi mất thăng bằng một chút, nhưng mà khi mà bạn được điều đó rồi á, bạn cảm thấy mọi thứ nó thoải mái và bạn có thể là giảm bớt rất nhiều những cái vấn đề gọi là tiêu cực của bạn. Và mình thấy bạn tìm lại được cái sự hài hòa bên trong chính bản thân của mình, và bạn là một người mạnh mẽ. Cái vấn đề về cái việc cái mối quan hệ này á, mình cảm thấy bạn là sẽ là cái người mà gọi là cho đến cái lúc này rồi, mặc dù có cái tình cảm với cái người đó đi chăng nữa, thì mình vẫn cảm thấy rằng là bạn giữ cái giá trị cho bản thân mình rất là nhiều ha. Và đây là trái bài chung, các bạn đón nhận cởi mở. Mình không hoàn hảo và có thể là mình nói cũng không có được trôi chảy, thì các bạn bỏ qua tiểu tiết ha. Bạn vào để nhận thông điệp chứ không phải là vào để mà phán xét một cái một người để mà trải bài. Còn mình cũng không chuyên nghiệp, nếu như các bạn nào mà thấy những cái trải bài khác chuyên nghiệp thì cứ xem ha. Và cũng không cần comment cho mình ha, không cần comment những cái vấn đề mình không quan tâm ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái tụ bài số 2, đó là cái cảm xạ, cái con lắc cảm xạ. Ok, mình nghĩ rằng cái thời gian đây á, thì bạn có rất là nhiều cái bài học phải học ở đây. Cái bài học về trong cái thời gian gần đây luôn đó bạn. Giống như là mình nói là có thể là từ cái tuần trước hoặc là cái tuần này á, nó bắt đầu nó có những cái vấn đề về cái việc đó là những cái điều cũ nó trồi lên, những cái cảm xúc cũ, những cái cảm xúc đánh mất tình yêu, hoặc là sự ảo giác, những cái cảm xúc mà nó mang đến cho bạn cái sự mệt mỏi, hoặc là lạnh giá, hoặc là cảm xúc bị bỏ rơi. Thì ở đây mình thấy rằng là bạn đang trong cái quá trình là vừa mới kết nối lại được với cái thế giới của mình, với cái bầu trời của mình, với lại những cái người xung quanh mà mình có thể gọi là giúp đỡ được cho mình, để mà mình không có còn trách móc bản thân mình nữa. Ở đây thì thật ra mình thấy rằng là bạn đang bị kiệt sức. Bây giờ hiện tại ha, cái hành trình đến với final love của bạn, bạn đang bị kiệt sức ở cái giai đoạn đó là yêu thương chính bản thân mình, tìm ra cái giá trị của bản thân mình, và bạn đang tìm lại cái linh hồn của mình ha. Cái người mà final love của bạn á, cái người này có thể là có một cái vị trí địa lý xa so với bạn, và cái người đó có thể là có chung một nhóm bạn, hoặc là bắt nguồn từ bạn, là một người bạn của bạn. Và mình thấy rằng là cái hành trình đến cái final love của bạn thì nó đang mắc kẹt ở cái giai đoạn đó là self love, tự yêu thương bản thân mình ha. Nhưng mà mình vẫn thấy được là bạn thoải mái hơn được rất là nhiều về cái vấn đề là bây giờ mới bắt đầu là cái giai đoạn là bơm nổ đó, nổ tung á bạn. Giống như là cái những cái suy nghĩ mà nó làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi, khốn đốn, ngột ngạt, kiệt sức, nó đang dần dần nó được vỡ vụn ra như những cái mảnh vỡ, để từ từ nó trôi đi. Và trong cái thời gian mà hiện tại luôn á, cái thời gian mà ánh trăng nó đang ở trong cái giai đoạn là đầy nhất á, thì nó cũng có gợi lại cho bạn những cái điều đó. Nhưng mà bản thân của bạn á, bắt đầu là cảm thấy rất là nặng nề, và bạn sau cái nặng nề này bạn sẽ đặt xuống được. Đối với một số bạn á, thì đã đặt xuống được. Đối với một số bạn thì sắp sửa tiến vào cái giai đoạn là đặt xuống được. Và bạn sẽ hoàn tất cái chu kỳ đó trong cái thời gian sắp tới. Đó là cái chu kỳ về cái việc là bạn cảm thấy nhẹ nhõm, và cái cảm xúc của bạn quay về với yêu thương chính bản thân mình, hoặc là tập trung cho cái vị thế, cái vị trí của mình ha. Và mình nghĩ rằng là bạn cần phải kết nối với cái linh hồn của mình. Bởi vì khi mà bạn cảm thấy là mình giống như bạn kết nối được với bạn thì người khác mới kết nối được với bạn. Mà bạn kết nối được với bạn nghĩa là sao? Chính bản thân bạn mà bạn còn cảm thấy là mình đã không có tốt chỗ đó, hoặc là mình phán xét chính bản thân mình, và mình có những cái cảm xúc mà mình không có dám đối diện, hoặc là mình không có để cho nó trồi lên á,
Thì bây giờ cái những cái cảm xúc đó nó đang dần dần nó trồi lên trên cái bề mặt để cho bạn phải đối diện một lần nữa, và nó sẽ có cái sự thay đổi. Nó sẽ có cái sự rời đi khỏi, những cái cảm xúc đó sẽ rời đi khỏi bạn. Bởi vì khi mà nó ngầm ở dưới á, thì là nó không có thể nào mà nó giúp bạn được. Nó vẫn tồn tại ở đó cho đến một lúc nào đó nó sẽ buộc lòng nó phải trồi lên trên mặt, bởi vì nó chưa được giải quyết. Nhưng mà mình thấy rằng là cái hành trình của bạn là nó sắp sửa, nó tiến đến cái sự gọi là một cái new life, một cái cuộc sống mới. New life, một cái cuộc sống mới, một cái sự thức tỉnh khỏi những cái vấn đề cũ, khỏi những cái câu chuyện cũ, khỏi những cái tiêu cực ha, thức tỉnh khỏi những cái điều đó. Và bạn bắt đầu có cái sự sống trong cái cuộc sống của mình trước đã, trong cái linh hồn của mình trước đã. Và bạn sẽ cảm nhận được là mình thấy được giá trị của bản thân mình, mình tự tin hơn, mình kết nối được với chính mình. Thì sau cái giai đoạn đó đó, bạn mới bắt đầu mới thu hút được cái tình yêu ha. À, bạn ha. Ok, và đây là trải bài chung. Thì khi bạn chọn cái trải bài này thì bạn hãy đón nhận cởi mở giùm cho mình ha. Và có khi mình cũng không nói được trôi chảy và mình cũng không có hoàn hảo, cho nên là các bạn vui lòng thông cảm và bỏ qua tiểu tiết ha. Còn nếu như bạn nào mà vào đây để nhận thông điệp thì mình nghĩ điều đó nó không có quan trọng đối với các bạn ha. Còn nếu như bạn nào vào đây và để phán xét cái cách trả bài của mình á, thì mình cũng nói luôn là mình cũng không hoàn hảo. Vì vậy cho nên là mình cũng không có cần các bạn phải khen. Nếu như mà một cái reader khác á, trả bài tuyệt vời hơn và chuyên nghiệp hơn, thì bạn có thể qua sang cái kênh đó và bấm next kênh của mình để không cảm thấy làm phiền ha. Bạn nào trả bài riêng thì inbox Facebook cho mình, mua nến mua đá thì inbox cho mình ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều, hẹn gặp lại các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái tụ bài số 3, cái viên đá màu vàng ha bạn ha. Ok, và mình thấy rằng là cái giai đoạn của bạn đó là đang phải vượt ra khỏi cái nhà tù cảm xúc của chính bản thân mình, cái nhà tù trong quá khứ, cái nhà tù của những cái điều trong quá khứ, có nghĩa là nó đang giam cầm bạn lại. Và một cái sự mong mỏi về cái một cái người cũ quay trở về. Và mình thấy là nếu mà bạn nào mà chọn cái tụ bài này á, thì cái đối phương của bạn á, có thể là họ là một người phong trần một chút xíu, và họ có thể là họ da của họ không quá sáng màu. Và mình cảm thấy rằng là cái tình cảm, cái final love của bạn á, nó hoàn toàn nó chưa đến. Có nghĩa là nó cái giai đoạn mà bạn cái giai đoạn của bạn hiện tại là phải là cái giai đoạn của cái sự chữa lành, cái giai đoạn của cái việc là đối mặt với sợ hãi, cái giai đoạn của cái việc là bạn đối diện với rất là nhiều cái bóng tối, nhiều cái ảo tưởng, nhiều cái sự suy diễn, tất cả đều nó gây ra bởi cái cảm xúc của bạn. Và bạn giống như bạn bị nhốt trong một cái nhà tù, cái nhà tù về những cái điều cũ kỹ mà bạn đang gồng mình lên để mà bạn đấu tranh với những cái điều đó. Và mình thấy rằng là cái sự cân bằng trong cái cuộc sống của bạn á, nó cần phải kêu gọi là phải đấu tranh để mình giống như mình dũng cảm vượt lên trên những cái khó khăn thử thách này, để mà mọi thứ nó có cái sự thay đổi. Ở đây mình thấy trong cái final love của bạn á, cái con đường đến final love của bạn á, nó có một cái vấn đề về cái việc đó là có thể rằng là bạn với ai đó nó không vượt qua được những cái vấn đề về về tôn giáo, hoặc là gia đình hai bên ngăn cản, hoặc là phải cần rất là cố gắng về cái vấn đề đó. Và cái final love của bạn có thể là người cũ, có thể là người cũ quay trở lại ha. Và cái giai đoạn mà người cũ quay trở lại thì nó sắp gần kề, nhưng mà nó không phải là chốt hạ để mà đến final love của bạn. Bởi vì vấn đề ở đây giữa bạn á, về trong cái hành trình của bạn á, thì mình vẫn thấy là bạn cần phải vượt qua cái chặng này đã. Tại vì bạn không mở lòng được, bạn không có yêu thương một cái cách thông suốt được, bạn không có bắt đầu khởi đầu lại từ đầu trong một cái mối quan hệ cũ, thì bạn không có được một cái new love. Và bạn sẽ bị chi phối rất là nhiều bởi những cái sự phân vân, và thậm chí là bạn sẽ tiếp tục một lần nữa có những cái sự phản ứng tiêu cực ha. Nhưng mà ở đây mình cảm thấy rằng là bạn cũng nhận ra được là thật ra cái hành trình này của bạn nó đang trong cái giai đoạn gọi là karmic á. Những cái nghiệp quả nó đang trồi lên, nó đang diễn ra, và nó đang cần phải được cuốn đi ha bạn ha. Nhưng mà cái hành trình của bạn thì mình thấy rằng là nó mới vừa nổ tung,
Có nghĩa là nó mới vừa có một cái sự bất ngờ thay đổi, bất ngờ chia tay, bởi vì có thể là bởi vì một cái sự ích kỷ, hoặc là bởi vì cái người kia phân vân, hoặc là bởi vì bạn ai đó trong cái mối quan hệ này có rất nhiều cái mối cái sự mơ ước mong ước khác ngoài cái tình yêu, hoặc là có rất là nhiều cái lựa chọn khác. Nhưng mà cái giai đoạn này của bạn á, là cái giai đoạn là chuẩn bị, giống như là một là bạn đã sụp hầm, hai là bạn chuẩn bị sụp hầm để bạn xây dựng lại một cái con người độc lập của bạn với những cái nền kinh tế vững vàng cho chính bản thân mình nhiều hơn ha. Thì có thể bạn là một người rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái cảm xúc tiêu cực, và thậm chí trong cái khoảng thời gian này, những cái lớp màng tiêu cực về những cái cảm xúc ha, nó đang che che mờ mắt bạn, và bạn có thể là bạn sẽ rất là dễ dàng, nói chung là mình thấy rằng là cái hành trình của bạn nó đang trong cái câu chuyện nó là vượt ngục, giống như bạn phải giải thoát cái linh hồn của mình, bạn phải bắt đầu lại, bạn phải có cái sự khởi đầu lại, bạn phải kết nối với bản thân mình, phải vui vẻ tự nhiên như cái lúc ban đầu, như cái lúc bạn chưa quen ai, như cái lúc bạn độc lập độc thân gì đó. Và bạn bạn giống như là đang trong cái thời gian rất là khó khăn ở đây, và mọi cái sự thay đổi của bạn nó rất là chậm. Nhưng mà mình nghĩ rằng là cái đó là bạn phải thuận theo tự nhiên, chứ không thể nào mà bạn có thể thay đổi được. Và cái sự cân bằng, hoặc là những cái điều gì đó đang diễn ra với bạn á, không phải bạn muốn nhanh là được, bạn không có control kiểm soát được cái điều đó. Bạn chỉ có thể thấu hiểu điều đó nó đang đến với mình, cảm xúc nó đến với mình, những cái màn che mà không có, nó đang đến với mình và mình không nhìn thấy cái sự thật hiện tại mình đang bị chi phối, vân vân, để mà mình có thể gọi là sao ta, bị chi phối những bởi những cái ảo tưởng. Giống như bạn ảo tưởng, bạn nghĩ những cái điều đó, nhưng mà thật ra những cái điều đó nó không có thật. Ví dụ như bạn tự cho rằng cái người đối phương của bạn là vẫn còn yêu bạn, nhưng mà vì một lý do gì đó mới đi quen người khác. Có nghĩa là bạn biện minh cho cái hành động của cái đối phương đó, hoặc là bạn biện minh một cái điều gì đó để mà bạn không nhìn thấy cái sự thật. Đó là mình nói là trong cái giai đoạn này, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều như vậy ha. Và đây là cái trả bài chung, cho nên các bạn đón nhận cởi mở. Nói chung là cái hành trình đến với final love của bạn á, nó đang ở giai đoạn đó là chuẩn bị đến với cái sự độc thân của mình nha. Rồi, nhưng mà bạn không đến được với cái sự độc thân của chính bản thân mình á, bạn không có cái giá trị của bản thân mình á, lúc bạn độc thân á, thì bạn sẽ không thể nào có được một cái new love, một cái tình yêu mới tuyệt vời. Bởi vì khi bạn không có giá trị, bạn tiếp tục ngụp lặn trong một cái giai đoạn mà những cái ảo tưởng và cái bóng tối linh hồn nó nhiều hơn ha. Cho nên buộc lòng bạn phải vượt qua những cái khó khăn này, không còn cách nào khác nha. Ok, và mình xin kết thúc cái tụ bài số 3 ở đây ha. Các bạn nào mà muốn trải bài riêng thì inbox Facebook cho mình, mua nến mua đá thì cũng inbox cho mình luôn ha. Và mình nói không trôi chảy thì các bạn bỏ qua tiểu tiết nếu các bạn vào để mà nhận thông điệp á, thì chắc cái điều đó nó không ảnh hưởng các bạn. Còn những bạn nào mục đích vào đây để phán xét cách mình trải bài thì mình nghĩ rằng có nhiều người hoàn hảo hơn mình ha. Mình không hoàn hảo và mình cũng không nhận mình chuyên nghiệp gì cả ha. Bạn nào có thể phù hợp năng lượng với mình thì đến với mình rất là biết ơn ha. Còn không thì bạn cứ chuyển sang cái kênh khác, bấm next cái channel này và xem những cái trải bài của những cái leader khác rất là tuyệt vời. Mình nghĩ rằng là có rất nhiều cái leader cho nên bạn có thể lựa chọn ha. Và nếu bạn không thích thì bạn có thể bấm next qua, bạn không cần để tâm đến ha. Ok, cũng không cần comment cho mình bởi vì mình không hoàn hảo, và mình cũng rất là vui lòng nếu như mà giúp được các bạn. Còn mình không giúp được thì mình cũng không muốn làm phiền các bạn ha. Ok, mình sẽ kết thúc cái trải bài này ở đây ha. Hẹn gặp lại các bạn.